Hallo meine Lieben, willkommen zurück. Heute werde ich euch zeigen, wie man einen Text über die Familie verfassen kann. Bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn những cấu trúc câu cơ bản để giới thiệu về gia đình mình. Seid ihr bereit? Dann lass uns beginnen. Tình huống được đề ra là thầy giáo dạy tiếng Đức muốn chúng ta viết một bài để giới thiệu về gia đình mình. Để viết được bài này, trước tiên các bạn cần chú ý 8 nội dung sau. Đầu tiên là cấu trúc câu để giới thiệu về tên. Học bất kỳ một ngôn ngữ nào thì bài học đầu tiên cũng sẽ là giới thiệu tên của bản thân. Trong tiếng Đức có những cách như sau để giới thiệu tên của mình hoặc tên của những người khác. Ich heiße cộng với tên, Name. Ich bin cộng với tên, Name. Meine Eltern heißen. Bố mẹ của tôi tên là. Mein Bruder heißt. Em trai của tôi tên là. Hoặc anh trai của tôi tên là. Mein Name ist. Tên của tôi là. Ở phía bên phải màn hình là những câu hoàn chỉnh giúp các bạn có cái nhìn tổng thể về cách ghép câu. Ich heiße Anna, Tuấn, or Mai. Ich bin Anna. Meine Eltern heißen Ben und Laura. Mein Name ist Anna. Thứ hai, để nói về tuổi, chúng ta có những cách nói như sau. Ich bin 25 Jahre alt. Tôi 25 tuổi. Ich werde dieses Jahr 25 Jahre alt. Năm nay tôi sẽ là 25 tuổi. Ich bin 3 Jahre jünger als meine Schwester. Tôi trẻ hơn chị hoặc em gái của tôi đến tận 3 tuổi. Thứ ba, để nói về nơi sinh, chúng ta có hai cách như sau. Thứ nhất, ich wurde in Hanoi geboren. Tôi được sinh ra ở Hà Nội. Hoặc, mein Geburtsort ist in Hanoi. Nơi sinh ra của tôi là ở Hà Nội. Dĩ nhiên các bạn cũng có thể thay tên của một thành phố bằng tên của một đất nước nào đấy. Ví dụ như là Ich wurde in Deutschland geboren. Hay Mein Geburtsort ist in Vietnam. Nội dung thứ tư mà chúng ta cần nói đến chính là nơi ở hiện tại hoặc nơi ở mà chúng ta đã từng ở. Ich lebe in Hamburg. Tôi đang sống ở Hamburg. Chúng ta có thể thêm từ zurzeit vào giữa câu để chỉ cái hiện giờ. Có thể là chúng ta đang sống ở Hamburg chỉ là để thực tập hoặc chỉ để làm việc và sau đấy chúng ta lại quay về thành phố của chúng ta. Ich lebe zurzeit in Hamburg. Ich wohne in Hamburg. Tôi đang ở Hamburg. Ich komme aus Vietnam. Tôi đến từ Việt Nam. Thứ năm, để nói về tình trạng hôn nhân gia đình thì có những cách nói như sau. Ich bin verheiratet. Tôi đang có gia đình. Ich bin single. Tôi đang độc thân. Ich bin geschieden. Tôi đã ly dị. Hoặc khi vợ hoặc chồng đã mất thì chúng ta sẽ dùng verwitwet, tức hóa chồng hoặc hóa vợ. Ich bin verwitwet. Cái câu Ich lebe getrennt von meiner Frau có nghĩa là tôi đang không sống cùng người vợ của mình. Có thể trên giấy tờ hai người vẫn là vợ chồng nhưng họ không hề sống cùng một nhà với nhau. Thứ sáu là những cấu trúc câu để nói lên sở thích của bản thân. Meine Hobbys sind singen und tanzen. Sở thích của tôi là nhảy và hát. Ich liebe es zu singen und tanzen. Tôi thích nhảy và hát. Ich mag tanzen und singen. Thì câu này dịch ra nghĩa y hệt câu thứ hai. Am liebsten tanze ich und singe ich. Ich singe und tanze am liebsten. Tôi thích nhất là nhảy và hát. Ở hai câu cuối này, cụm từ am liebsten có thể đứng đầu hoặc cuối câu. Ý nghĩa của câu sẽ không hề thay đổi. Thứ bảy là những cấu trúc câu để nói về điều chúng ta đang làm hiện tại như công việc hay học tập. Ich studiere Germanistik. Tôi đang học ngành ngôn ngữ học. Ich studiere Betriebswirtschaftslehre. Tôi đang học ngành quản trị kinh doanh. Ich studiere Informatik. Tôi đang học ngành công nghệ thông tin. Ich bin in der vierten Klasse. Tôi đang học lớp 4. Ich arbeite als Aushilfe Vollzeitkraft im Restaurant oder in der Gastronomie. Tôi đang là người làm việc nửa ngày trong một cái nhà hàng ăn. Ich arbeite bei der Firma XYZ. Tôi đang làm việc cho một công ty XYZ. Ich bin Ärztin, Hausmeister, Schreiner. Tôi là bác sĩ, là người chăm sóc nhà cửa hay là thợ mộc. Thứ 8 là những cấu trúc câu để nói về ước muốn thực hiện trong tương lai của bản thân. Ví dụ như Ich möchte Arzt werden. Tôi muốn trở thành bác sĩ.
Mein Traum ist es, Arzt zu werden. Ước muốn của tôi là trở thành bác sĩ. Dĩ nhiên, ngoài nghề nghiệp ra thì các bạn cũng có thể thay thế những ước muốn như là Mein Traum ist es, einmal reiten zu können. Ước muốn của tôi là một lần trong đời được cưỡi ngựa. Ở phần tiếp theo, mình đã chuẩn bị sẵn một bài giới thiệu về gia đình từ việc sử dụng những cấu trúc đã được học vừa rồi. Bài viết của mình được chia thành hai phần. Phần thứ nhất thì mình sẽ giới thiệu một chút về bản thân mình. Phần thứ hai thì sẽ nói về những thành viên trong gia đình. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Vậy mình bắt đầu nhé. Mình đọc, các bạn hãy nhắc lại. Ich heiße Linh und bin in Vietnam geboren. Ich bin 24 Jahre alt. Zurzeit bin ich Studentin in Deutschland. Ich studiere Germanistik im vierten Semester an der Universität Dresden. Abends arbeite ich als Aushilfe im Restaurant. Meine Hobbys sind Radfahren, Lesen und Tennis spielen. Meine Eltern heißen Dück und Vân. Mein Vater ist 59 und meine Mutter ist 54 Jahre alt. Sie wohnen in Da Nang, eine Großstadt in Zentralvietnam. Ich habe noch einen jüngeren Bruder und eine ältere Schwester. Mein Bruder heißt Bing und meine Schwester heißt Nga. Meine Schwester ist 28 Jahre alt und ist seit 2 Jahren verheiratet. Sie ist Ärztin und arbeitet in einer kleinen Klinik in Da Nang. Ihr Mann Kevin ist Deutscher. Er lebt in Vietnam seit 2009, aber in Da Nang erst seit 2014. Er kann sehr gut kochen, deswegen hat er sein eigenes Restaurant dort eröffnet. Mein kleiner Bruder ist erst 18 Jahre alt und liebt Fußball über alles. Sein Traum ist es, später Fußballer zu werden. Er ist ein gut aussehender junger Mann. Er ist 1,80 Meter groß und hat schöne schwarze Augen. Vielleicht wird er eines Tages der Beckham von Vietnam. Bây giờ các bạn thử viết một bài để nộp cho thầy giáo của mình xem sao. Để tiện theo dõi các video tiếp theo của mình, các bạn nhớ subscribe nhé. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.